mất tiền vì mua hàng ảo, chuyển khoản thật. Người dân tự nguyện chuyển giao gấu ngựa quý hiếm hơn 20 tuổi. Bắt thanh niên dùng dao đâm chết người tình của chị gái. Bắt 5 thanh niên nổ súng ở Thanh Hóa rồi trốn sang Campuchia. Câu chuyện độc đáo hôm nay, chàng trai khởi nghiệp từ những dòng sản phẩm sữa. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Năm ngày 28 tháng 7 năm 2022. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Diệt Sài Gòn hay chơi như sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới. Đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, từ đầu năm 2022 đến nay, tội phạm lừa đảo qua mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, số tiền chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng. Lợi dụng nhu cầu mua sắm và tìm việc làm trên mạng, nhiều chị em đã sập bẫy các đối tượng. Do có nhu cầu mua sắm trên mạng nên chị Thái Thị Thắm, ngụ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã đặt mua 2 đơn hàng thông qua Facebook. Vì đã mua hàng nhiều lần của shop này nên chị hoàn toàn tin tưởng nên đã chuyển khoản 2 lần cho đối tượng với số tiền 600.000 đồng. Đến khi phát hiện tài khoản Zalo, tên người nhận tiền không giống như những lần trước, chị mới biết mình đã bị lừa. Thì mình mua, mình để cái mã đơn với cái số điện thoại của mình. Nó thấy số điện thoại mình đã chốt được. Thì bên kia nói là họ tên, số điện thoại đó đã chốt được cái mã đó, thì nó nhảy vô số điện thoại của mình, nó kết bạn Zalo mình, nó để trên cái hình nền của Zalo nó y gan là của cái shop chính luôn, làm cho mình dễ bị nhầm lẫn là cái shop nó tương tác với mình để kêu chuyển để gửi những hàng hóa cho mình. Một cô gái ở huyện Lấp Vò do có nhu cầu tìm việc làm đã tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook và gặp tài khoản có tên Việc Làm Tết 1 đưa ra mức hoa hồng hấp dẫn. Lúc đầu chị tham gia đặt cọc để hoàn thành nhiệm vụ, thì sau đó rút được cả vốn lẫn lãi. Khi cá đã căn câu, đối tượng yêu cầu chị đặt cọc với số tiền lớn hơn là 5 triệu đồng. Em làm cũng theo hướng dẫn vậy đó, nhưng mà nói em làm sai. Rồi làm chung với một nhóm nhiều người. Rồi những người làm chung đó, người ta nói là tại em mà ảnh hưởng tới người khác. Người ta kêu em là phải nộp tiền thêm để hoàn thành nhiệm vụ, rồi ảnh hưởng đến nhiều người. Rồi cứ như vậy nhiều lần, rồi cứ kêu em phải nộp tiền chỉnh sửa hoài vậy đó. Thứ nhất là em sợ mất tiền, thứ hai sợ ảnh hưởng tới người khác. Rồi nó nói là cứ chuyển tiền đi, rồi sẽ lấy lại được cái tiền mình đã chuyển với thêm tiền hoa hồng nữa. Nhưng mà cuối cùng thì không có lấy lại được gì hết. Sau 45 lần chuyển tiền cho nhiều tài khoản ngân hàng, người phụ nữ này đã chuyển tổng số tiền trên 8 tỷ 400 triệu đồng. Khi chị không còn khả năng nạp tiền để làm nhiệm vụ thì đối tượng cũng lặn mất tâm. Tuyệt đối không nghe theo những lời mời quảng cáo tham gia làm nhiệm vụ trên các app không rõ nguồn gốc, các cái ứng dụng di động với cái lãi suất cao hấp dẫn. Cái thứ hai đó là tuyệt đối không được vay tiền qua các ứng dụng online trên mạng. Khi có nhu cầu vay tiền thì người dân cần đến các cái ngân hàng có địa chỉ rõ ràng trên địa bàn mình sinh sống. Cái thứ ba đó là hết sức cảnh giác với các cái số điện thoại lạ. Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn, không chuyển tiền cho bất cứ người nào khi chúng ta không biết họ là ai. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh cũng đã tiếp nhận 47 vụ đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền thiệt hại trên 23 tỷ đồng. Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận con gấu ngựa do ông Nguyễn Thanh Tùng ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh tự nguyện chuyển giao. Con gấu ngựa trên là gấu cái ước tính hơn 20 năm tuổi, nặng khoảng 100 kg, thuộc nhóm 1B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Ông Tùng cho hay con gấu ngựa có gắn chip và có giấy tờ, đã nuôi trong chuồng khoảng 15-16 năm. Từ khi nuôi đến nay, con gấu trên chưa sổng chuồng lần nào cũng như chưa gây hại cho ai. Ông Nguyễn Quang Hoàng, Phó Trạm trưởng Trạm cứu hộ động vật hoang dã Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đây ông Tùng có nuôi 4 con gấu ngựa có gắn chip quản lý của cơ quan chức năng, trong đó có 3 con đã chết do bị bệnh, hiện còn lại 1 con. Ông Tùng tự nguyện chuyển giao con gấu ngựa còn lại này cho Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Chánh Thư sống ở ấp Thống Nhất, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang là chủ nhân một con trăn bạch tạng và anh nuôi chú trăn như là thú cưng trong nhà. Anh Thư chia sẻ, cách đây 2 năm, anh đến nhà một người quen chơi
và thấy chủ nhà bắt được con chăn màu trắng dài khoảng 1 mét, nặng gần 2 kg từ ngoài vườn. Thấy con chăn có màu sắc khác lạ với những con chăn khác từng thấy, nên anh Thư hỏi mua với giá 3 triệu đồng về nhà nuôi cho thế này. Theo anh Thư, loại chăn bạch tạng này rất dễ nuôi, thức ăn chủ yếu là thịt gà, vịt, đặc biệt chăn rất thích ăn chuột sống. Hiện tại trọng lượng của con chăn này gần 17 kg, chiều dài trên 2 mét, toàn thân màu trắng, đầu có hoa văn, mũi và lưỡi chăn thì có màu đỏ, nhìn rất bắt mắt. Anh thường đem chăn đi phơi nắng và vuốt ve nó mỗi khi đem ra khỏi lồng. Việc anh Thư sở hữu con chăn bạch tạng khiến nhiều trẻ em hàng xóm thích thú và thường đến xem con chăn này. Tiếp tục chương trình là những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Lộc, 30 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Trà Vinh để điều tra hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, ngày 26 tháng 7, tại nhà trọ Hòa Bình thuộc phường 5, thành phố Trà Vinh, do mâu thuẫn cá nhân với anh Huỳnh Tuấn Anh, 28 tuổi, ngụ thành phố Trà Vinh, nên Lộc đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Tuấn Anh gây thương tích. Sau khi gây án, Lộc đã bỏ trốn, còn Tuấn Anh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh và tử vong sau đó. Được biết, chị ruột của Lộc chung sống với Tuấn Anh như vợ chồng. Quá trình điều tra, các trinh sát hình sự phát hiện Lộc đang lẩn trốn ở khu vực cầu Mây Tức thuộc huyện Càng Long. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh triển khai phương án bắt giữ nghi phạm. Đến chiều ngày 27 tháng 7, Lộc đã đến công an phường 5 thành phố Trà Vinh đầu thú và khai nhận vụ việc. Lộc khai do biết được sự việc Tuấn Anh thường xuyên cự cãi, đánh chị ruột của Lộc nên nảy sinh ý định trả thù. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây Đức Huệ Long An đã bàn giao 5 người liên quan đến vụ trọng án dùng súng bắn người cho công an tỉnh Thanh Hóa. 5 người bị bắt gồm Hà Quang Tuấn 19 tuổi, Lê Đình Kiên 21 tuổi, Vũ Ngọc Duy Anh 20 tuổi, Hà Xuân Tuấn Sinh 17 tuổi và Trần Bảo Trung 21 tuổi, cùng có hộ khẩu thường trú tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đồn đã phối hợp với lực lượng công an địa phương, công an tỉnh Thanh Hóa và các lực lượng phía nước bạn Campuchia phát hiện và bắt giữ 5 thanh niên trên tại huyện Chanh Chia, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Được biết, vào rạng sáng ngày 19 tháng 7, nhóm thanh niên này đã nổ súng tự chế, khiến một số người bị thương tại một quán bar thuộc xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa. Sau khi gây ra vụ việc, cả nhóm đã thuê xe ô tô đi từ Thanh Hóa vào khu vực biên giới Tây Nam sang Campuchia để trốn. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Tâm, 32 tuổi, trú tại phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Nạn nhân trong vụ án này là bé gái 15 tuổi, trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, vào Buôn Ma Thuột thuê trọ để học việc. Theo kết quả điều tra, Tâm đến phòng trọ của một người bạn ở đường Tuệ Tĩnh, phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột chơi và tổ chức ăn nhậu. Lúc này Tâm có gọi cháu gái ở phòng trọ kế bên sang nhậu cùng. Nhậu đến khuya cùng ngày thì mọi người cùng nghỉ. Tâm sang phòng trọ cháu gái xin ngủ lại thì cháu gái đồng ý. Tại đây, Tâm và cháu gái đã hai lần quan hệ tình dục với nhau. Sau khi quan hệ xong, cháu gái đã dùng điện thoại nhắn tin kể lại cho người quen. Khi gia đình cháu gái biết được, đã trình báo sự việc đến công an phường E Tam. Công an phường E Tam đã mời những người có liên quan về trụ sở làm việc. Tại đây, Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thưa quý vị, thương bà con nông dân quê mình dãi nắng dầm sương làm việc vất vả, nhưng nông sản làm ra lại phụ thuộc vào giá cả lên xuống bấp bênh của thị trường. Đồng thời, vừa muốn mang lại thu nhập cho bản thân, nên anh Nguyễn Hoàng An, 28 tuổi, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã làm ra những dòng sản phẩm sữa thực vật có nguồn gốc tự nhiên, vừa rẻ vừa bổ dưỡng để khởi nghiệp. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé! Hoàng An đam mê chế biến thực phẩm và kinh doanh ngay từ nhỏ, nên sau khi theo học ngành chế biến thực phẩm ở một trường trung cấp trên thành phố Hồ Chí Minh, An bươn chải đi làm ở nhiều công ty với nhiều vị trí, công việc, cấp bậc khác nhau để tích lũy kinh nghiệm nhằm tính toán dài lâu cho con đường lập nghiệp sau này của mình. 8 năm lăn lộn xa nhà, khi thấy đã chín mùi, An quyết định quay về quê nhà thành lập cơ sở sản xuất chế biến nước giải khát. Bằng cách tận dụng những kiến thức đã học về pha chế các loại nước uống, trên cơ sở tận dụng các nguồn nguyên liệu sẵn có ở An Giang, anh đã tạo ra các dòng sản phẩm sữa thực vật, gồm sữa gạo lứt, sữa gạo Nhật Bản, sữa vị trái cây. Giá cả nông sản phụ thuộc chủ yếu vào thị trường, các chợ đầu mối và xuất khẩu, làm cho giá cả nông sản lên xuống thất thường, ùn ứ nông sản và mắc giá.
Do đó, dự án sữa thực vật ra đời nhằm tìm kiếm phát triển các sản phẩm liên quan tới nông nghiệp, hỗ trợ một phần nào đó đầu ra cho người nông dân và tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương. Hoàng An khởi nghiệp vào tháng 4 năm 2021, thì hơn tháng sau, thử thách cũng ập đến ngay. Bởi vào thời điểm đó, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, giãn cách xã hội kéo dài, khiến sản phẩm làm ra rất khó đến tay người tiêu dùng. Rồi cộng thêm, dàn máy mới mua bị lỗi không dùng được, khiến hàng trăm triệu đồng mất trắng. Không nản, anh từng bước khắc phục khó khăn bằng cách giữ chất lượng sản phẩm, đồng thời chịu khó tìm nhiều phân khúc thị trường để sản phẩm bán ra được đa dạng kênh hơn. Cộng thêm, sự ủng hộ của cha mẹ cũng như Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang đã hỗ trợ 30% chi phí mua máy móc. Dự án sữa thực vật của An đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang lần thứ 5 năm 2021 do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp tỉnh đoàn An Giang phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức. Quá trình khởi nghiệp do tình hình diễn biến đại dịch Covid phức tạp làm cho dự án sữa thực vật khó tiếp cận được với thị trường. Nhưng nhờ sự hỗ trợ của khuyến nông tỉnh An Giang đã đầu tư trang thiết bị máy móc đổi mới công nghệ. Cạnh đó, tôi tìm kiếm và phát triển khách hàng đa kênh dần và ổn định được sản lượng. Hiện An cung cấp trên thị trường 5 dòng sản phẩm sữa, gồm sữa gạo lứt, sữa gạo Nhật Bản, sữa vị trái cây, trà Thái và trà sữa truyền thống. Mỗi ngày, An xuất bán từ 8.000 đến 16.000 chai sữa cho các nhà phân phối lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp. Đồng thời, An phải thuê thêm 10 người phụ giúp với thu nhập mỗi người từ 7 đến 12 triệu đồng một tháng. An cho biết, ngoài 5 dòng sản phẩm chủ lực trên, anh sẽ nghiên cứu để cho ra đời thêm các dòng sản phẩm mới lạ khác như sữa xoài, sữa mãng cầu và sữa nha đam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thời sự tvoavongtuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Jam Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại!